Cuộc đua diễn ra tại một tổ hợp nhà chọc trời mang tên Tòa nhà thành phố thủ đô ở Moscow. Với điểm xuất phát là mặt đất, các thí sinh phải chinh phục tất cả các bậc cầu thang tương đối chật hẹp của hơn 70 tầng trước khi đặt chân lên sân thượng của tòa nhà. Đây là một cuộc đua được mô phỏng từ một số cuộc thi tương tự, thường xuyên được tổ chức tại Mỹ, trong đó có cuộc chinh phục tòa nhà Empire State ở thành phố New York. Sau những nỗ lực không mệt mỏi, anh Dmitry Khmelin đã vượt qua tất cả các thí sinh khác để trở thành quán quân của cuộc thi. Cuộc đua này thực sự thú vị. Tôi đã từng đọc các bài viết về cuộc chạy đua nhằm chinh phục tòa nhà Empire State ở Mỹ. Điều đó đã truyền cảm hứng cho tôi tham gia vào sự kiện này. Tất cả các thí sinh khác cũng hoàn thành chặng đua trong khoảng thời gian 20 phút. Nhiều người còn cho biết họ đã thực hiện cuộc thi một cách dễ dàng hơn mong đợi. Tôi đã cho rằng mình không đủ sức để chinh phục 1.950 bậc thang của tòa nhà. Theo ban tổ chức, sự kiện này không nằm ngoài mục đích khuyến khích nhân viên văn phòng làm việc tại tổ hợp tòa nhà cao nhất Moscow tham gia nhiều hơn nữa vào các hoạt động rèn luyện sức khỏe. Sau cuộc thi, tất cả các thí sinh cũng đã nhận được vé tham gia tập luyện tại một câu lạc bộ thể dục thể thao của thành phố.